Hello em. Hello, chào chị. Ok, hôm nay mình cũng vô đúng giờ quá. Rồi, cảm ơn em. Ok, rồi mình có nhìn thấy màn hình âm thanh ổn hết đúng không chị nhỉ? À, rồi ổn em. Rồi, hôm bữa hình như là em không có giao bài tập về nhà đúng không nhỉ chị nhỉ? Không có giao. À, không không có. Rồi, không có giao nhưng mà em kiểm tra một chút xíu nhé. Tức là bài hôm bữa chúng ta học về cái cách hỏi giờ và cách trả lời giờ đúng không nhỉ chị nhỉ? Rồi, đúng rồi. Rồi, ví dụ như bây giờ nếu như em hỏi là What time is it? Thì chúng ta sẽ trả lời như thế này là chị nhỉ? What time is Chưa, từ từ để cho định hình lại cái. it? Sự là nhiều việc ở trường quá. Rồi 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 xong rồi cái không có thời gian qua bài. Hè thì còn rảnh, còn bây giờ nói chung là nhiều việc quá không không nhớ không có thời gian luôn. Rồi. Rồi, không sao chị ơi, chúng mình cứ từ từ, chúng mình cứ từ từ. Để em tranh thủ em gửi cái bài mới luôn là cái bài số 10 luôn đấy, để mình có thời gian thì mình ôn luôn nhé, mình xem trước luôn nhé chị nhé. Bài số 10 là hôm sau mình sẽ Rồi học. Còn hôm nay thì mình cố gắng mình xong cái bài số 9 đã. Rồi, rồi. bài số 9 ôn tập lại một chút xíu và cách hỏi thời gian, cách hỏi giờ. Thì Ừ. cái câu mà đơn giản nhất đó là What Bây time giờ là mấy is giờ it? ạ? Đúng À. rồi, thì chúng ta sẽ trả lời như thế này nha chị nhỉ. Bây What giờ để time xem is coi bây giờ 9 giờ hả? it? Đúng 9 giờ rồi. thì tôi sẽ nói là 9 giờ đúng. Vừa Đúng rồi rồi. có cái mốc đúng nữa. Đúng rồi, có mốc đúng. Mốc đúng Mốc thì chúng ta đúng sẽ là nói o'clock, là chín nine nine o'clock. đúng rồi, chúng ta nói lại là It's 9 It's o'clock. nine, o'clock. Đúng rồi, lại một lần nữa nha. What time is it? It's nine o'clock. Đúng rồi, chính xác. Giả sử như bây giờ đang là 9 giờ 5 đi. Giả sử như bây giờ đang là 9 giờ 05 thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ chị nhỉ? What time is it? Nine. Nine past. Ok, file trước chứ. Năm đúng không? Năm Đúng, file. đúng rồi. File past nine. Đúng rồi, chính File xác. Hay past quá, chúng nine. ta Đúng rồi. sửa kịp thời lại một lần nữa. What time is it? Là file past nine. Đúng rồi, it, chúng ta hiểu cái it ở đâu giúp em đi chị nhé. Nó It's như nãy giờ 9. x1 quên quên x1. Rồi, it's 5 past 9. It's file past nine. Rồi, ok, được rồi, chính xác. Rồi, mình cố gắng mình ôn tập lại cái này nha chị nha, bởi vì cái phần nó thời gian là nó rất là quan trọng. Sau này thì chúng ta không có gặp lại nhiều nữa nên là em hy vọng em nhớ Nhìn từ nhớ giờ. chị ít đâu, đúng rồi, nhìn nhớ chị ít đâu nè. Rồi, đó, chúng ta nhớ cách nói giờ giúp em. Sau này chúng À, ta rồi hiểu không gặp rồi. lại nhiều nữa nên là bây giờ nếu chúng ta nhớ và hiểu luôn thì quá tốt. Ok, rồi rồi. Rồi, ôn tập lại về cách nói giờ. Để chúng ta có 3 cách nói giờ thông dụng. Thứ nhất đó là nói gì ạ? Cách nói chung là giờ Chung. nào thì đọc giờ đấy thôi. Số nào hiện lên thì cứ đọc số đấy. Ví dụ như bây giờ đang là 9:02 đúng không ạ? 9:02 thì Rồi. em sẽ đọc là It's 9:02. Đó là 9 và 2 là 9:02 đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi, cách nói thứ hai đó là cách nói giờ hơn. Nếu như chia cái đồng hồ thành hai nửa thì nửa bên phải, bất kỳ giây phút nào mà kim phút đi qua cái nửa bên phải ấy, thì đều là giờ hơn cả. Đó. Thì trong cái giờ hơn đó nó có những mốc đặc biệt như là 5, 10, 15, 20, 25 và 30 đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta nhớ lại. Rồi, và những cái mốc cực kỳ đặc biệt đó là mốc 15 và mốc 30, tức là 30 kém rồi, 15. đúng rồi, đó, chính xác như vậy. Ok. Rồi, cách nói giờ hơn thì chúng ta để ý là nói ngược một tí xíu, tức là số phút hơn là bao nhiêu thì chúng ta đặt trước, rồi mới thêm cái từ hơn là từ past vào và cuối cùng đó là số giờ. Đúng không ạ? Rồi. Ok, rồi. Và đối với giờ kém thì chúng ta phải lằng toán một chút xíu. Để cho dễ hình dung thì chúng ta nói theo kiểu tiếng Việt là còn bao nhiêu phút nữa thì tới mấy giờ. Đó. Còn ví Là dụ kém trước giờ sao cũng giống như cái kia, kém đúng trước giờ rồi, sao. đúng rồi, số phút kém rồi đến với số giờ. Rồi, ví dụ như bây giờ đang là 7:55 đi ha. Rồi em có cái giờ là 7:55 thì chúng ta thử nói theo kiểu giờ kém sẽ là như thế nào nhỉ chị nhỉ? What time is Kém it? kém 5 phút nữa thì là ít, rồi vẫn ít bình thường đúng không Đúng ta? rồi. It's five quarter to 7. À, Không tại không sao? nine nine không. Ủa quá tư là giữa 7 7 sorry. Không có quá tư là 15, cái Đúng này rồi, có đúng. 5 thôi.
năm rồi. sau nó lại nè, it's 5 to 8 là A, Đúng it's rồi, chính A. xác. Rồi lại một lần nữa, it's 5 to 8. À, to A, it's 5 Đúng rồi, it's 5 to 8, được chưa ạ? to A. Rồi rồi Rồi, rồi, what to do ok. là một kém 15 chứ quên nữa, kém 5. Đúng rồi, ok, nice. Rồi, rồi vậy thì chúng ta nhớ lại chưa ạ? Là past là giờ hơn và to là giờ kém. Với past thì là cái kim phút nó đi qua bao nhiêu ở cái phần past này thì là nó hơn bấy nhiêu phút, đúng không ạ? À. Rồi với to thì sao? To thì ngược lại, tức là nó còn đang kém bao nhiêu phút nữa thì đến mấy giờ đó. Rồi, ok nha chị nhé. Đúng là không 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 coi bài là tự nhiên giống như Oh. là không không nhớ, nhưng mà khi em nói xong là mới hình dung ra. Rồi, rồi Thực sự là tuần này chị không có coi cái này thì cũng không có trách mình được, tại vì mình đang rất là bận mà, em cũng hiểu. Đó, luôn. vậy thì mình biết được đến đâu hay đến đấy nha chị nhé. Mình nhớ Rồi được đến đâu hay ok, đến thông đấy. cảm được vậy thì cũng cũng mừng với đếm thôi. Đấy sao mà tiếp thu chậm không hiểu bài, không có Là thời gian coi thiệt tình luôn. thế nên là em mới nói là với cái phần mà thời gian này thì mình nhớ nhất cho em đó là cái cách nói chung là chúng Cách ta nói hãy đọc chung số giờ rồi và số phút. Rồi nhớ cho em thêm một cái nữa, đó là giờ đúng, là o'clock là được rồi. Đó. Còn à. những cái ví dụ như là past to ấy, thì sau này nếu gặp bài tập thì chúng ta mới cần phải nhớ lại thôi. Nhưng mà Đó. chị thấy hơi thắc mắc chỗ này, nếu mà nói đơn giản chẳng hạn như là nói là it's 9 to thì nghe nó hơi kỳ kỳ, tự nhiên 9 giờ 2 nghe nó sao sao. Đó, đó là bởi vì Không nó có cái giờ lẻ như vậy đúng không nhỉ chị Nhấn? Nên là cũng có một số người người ta có xu hướng là làm tròn. Nên ví dụ như là bây giờ mới có 3 phút thôi thì cứ coi như là 9 giờ đi vậy. Hoặc là bây giờ là 3 phút thôi thì coi như là 9 giờ 5 thì nó là it's Ở giữa 5 chín giờ to. bảy 9 giờ 7 hay là 9 giờ 10 mấy thì cũng nói kiểu đó luôn, nó cũng kỳ kỳ chẳng Đúng hạn rồi. vậy đúng không, nó cũng hơi kỳ kỳ Đó, thực ra là em thấy cũng bình thường. Ví dụ nó là đúng không 9 em. 17 là 9 giờ 17 phút thì cũng không sao cả. À vâng, nhưng thôi nói gì cho nó dễ chứ nhắc gì nhớ kiểu kia ta. Nếu vậy thì chị áp dụng kiểu À, ý nếu là em mình nói kiểu đó chị sẽ áp dụng kiểu kia nó sẽ sướng hơn. à ý là mình kêu là mình nói cái kiểu chung luôn chứ không cần đúng phải như đúng past đúng và to, đúng không? Chính xác đúng rồi, đó đó là cái mà hiện tại là em mong muốn tất cả học viên đều có thể làm được, đó là đọc Ồ vậy thì số không thôi. nói ngay từ đầu, làm chị phải nhớ mấy cái kia muốn chứ. Không, Nếu như nhớ thì phải nói từ đầu sẽ dễ hơn chứ. hai cái này thì chúng ta học thêm để biết thôi, À bởi vì à à hiểu rồi hiểu rồi. có làm bài tập. Nếu như Ok mà hiểu bài bởi vì tập. là lỡ như trong cái file nghe này mà nó có nói đến cái này này thì chúng ta Đúng còn hiểu biết rồi. được Còn đó. thông dụng người ta hỏi thì mình cứ nói theo Đúng cái giờ rồi. của mình, nó sẽ dễ hơn. Đúng rồi, chính xác. Ok hiểu rồi hiểu rồi. Chị tưởng là giống như thỉnh thoảng là phải 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 nói kiểu này còn nói kiểu kia là không thông dụng theo kiểu mà quốc dân á. Tưởng đâu Rồi. vậy. Nó sẽ có một số cái thông dụng như sau. Ví dụ đó là half past, đúng không? Đó là nói về cái giờ rưỡi. Giờ rưỡi, giờ 15 và giờ 45 là những cái Đặc giờ biệt mà đó là chúng phải ta, nói, đúng rồi, là là bắt chúng buộc ta phải sẽ nói. gọi là bắt buộc thì cũng không, nhưng mà là cái mức độ mà người ta sử dụng cái giờ hơn và giờ kém rất nhiều. Đó. Đó, past là 15 nè, đúng không? 30 và 45 và 30 cái kiểu như 45. o'clock này nó sử dụng những cái mức đặc biệt đấy, và past với to rất nhiều. Đó. Nên là Rồi chúng hiểu ta rồi. biết để nhớ. Rồi. Ok, về phần ôn tập tiếp theo đó là day of the week, tên gọi các thứ trong tuần. Chúng ta nhớ tiếng Việt, ai à, tiếng Anh không nhỉ chị nhỉ? À, nhớ cũng biết sơ sơ Rồi, mình nhớ sơ sơ nhưng thì mà quá đại khái tốt. là nhớ là được. Rồi, ok, vậy thì đó là toàn bộ nội dung ôn tập của bài số 9 vừa rồi. Có cái phần nửa sau thì em chưa dạy thì hôm nay em sẽ dạy luôn. À, rồi, vậy thì ok, đây là cái phần từ vựng mà bổ sung em nghĩ là sẽ có ích cho chị. Thì cái này chắc là chị chụp màn hình luôn. Đó, chị chụp màn hình luôn cho nó tiện. Ok, đây chị chụp màn hình rồi. Rồi, Đó. xong rồi. Rồi thì chụp màn hình luôn cho nó tiện. Rồi em sẽ chỉ giới thiệu qua một số cái ngày mà chúng ta có thể sẽ biết thôi nè. Đó, đúng không? Đầu tiên là năm À, mới chị biết năm mới. là New Year, đúng không ạ? Đọc rất đơn giản. Year, Rồi, à, lễ mà tiếp theo chắc chắn là ai Giáng cũng không sinh. biết, đó là Giáng sinh. Giáng sinh là biết hơn. Chúng ta đọc là, Christmas. đó, chúng ta đọc là cheese thì chúng ta đang đọc hơi chữ chờ, nhưng mà hơi tiếc là đây không phải là chữ Christmas. chờ. Đúng rồi, cái này nó sẽ là chữ K. Đúng rồi, Christmas. Đúng rồi, chính xác, đó là Giáng sinh. Rồi, à, cái ngày tiếp theo thì mà cái này thì nó Tại dễ ai cũng dạo gần đây biết. nó mới nổi. Đó, dạo gần đây nó mới nổi, nó đọc là Valentine's Day. À, Valentine. Đúng rồi. Rồi còn cái À, Halloween thì chắc chắn Halloween cũng biết luôn, cũng biết luôn. rồi, cái này là Rồi ngày ngày của của mẹ mẹ, biết luôn là Mother's Day. Mother's Day. Đúng rồi. Một cái ngày tiếp theo thì chúng ta International Women's Day.
Đó, ngày quốc tế phụ nữ, trong đó International là quốc tế Women's, đó, Women's là phụ nữ và đây là ngày của họ. Rồi, International Women's Day. Thấy chưa? Rồi, và đây cái ngày này chắc chắn mình không thể nào quên được, sắp xảy ra đây. Teacher's Day. Đây Đó. Và để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ gọi là ngày nhà giáo Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta giáo Việt thêm chữ Nam Vietnamese đằng trước. Rồi. với chị hỏi cái New Year là năm mới, vậy thì thêm một chữ Tết là phải thêm chữ kia đúng không ta? À, Nên chị chúng mới ta biết chữ nói đó luôn Tết á. đúng không ạ? Bữa nay chị mới biết chữ gì á, chữ đọc cũng thấy mới là À, lạ. cái Lunar New Year. Đúng đúng À, chính đúng xác, rồi. cái năm Đây. mới mới Thì chúng ta cũng biết là mình ăn hai cái Tết đúng không? Thì nhà một là Tết Tây, hai là Tết Tết ta. Thì cái Tết Tây Tây chính là cái New Year bình thường. Còn cái Lunar New Year là bởi vì mình theo cái lịch âm là theo mặt trăng. Mà mặt trăng chính là cái chữ Lunar này nè. thì Đó. ra là âm lịch của mình á, Đó, Tết đúng rồi. Tây Vậy âm lịch thì của mình, cái Tết 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 của mà ăn mình. theo âm lịch thì nó gọi là Tết âm, Tết Nguyên Đán thì là Nguyên Đán. Lunar New Year. Còn Tết Tây là New Year, kia là Tết Tây. Đúng rồi, chính xác. Thường là Tết Tây thì nó chỉ có là the first day ở tháng 1 thôi đúng không? Ngày đầu tiên của tháng 1 là hết rồi. À, ăn có Vậy là ngày 1 dân của mình tháng không 1. biết, dân mình không biết cái tích 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 Đúng âm lịch á, vẫn nghe Happy New Year thôi không? đúng không, dân mình cứ theo thói quen là cứ không cần biết, cứ tới Đã. Tết mùng Thôi. một là cứ cứ Happy New Year thôi Đã. Thì nhưng mà mình cũng thấy là trong tiếng Việt ấy, mình thì có bao giờ mình chúc như là chúc mừng Tết Nguyên Đán đâu chị, hay là chúc mừng Tết âm không? Chúng ta lúc nào đúng cũng nói là chúc mừng rồi. năm mới. Thì cái năm mới của dân châu Á mình với năm mới của dân phương Tây nó khác Là trùng nhau. nha, nhưng mà khi mà chúc là chúc giống nhau Đúng năm rồi, chúc là chúc tích giống nhau, đúng rồi. chúc Đó. giống nhau, hiểu rồi. Ý chị Đó. nói là cũng như là chúc là chúc giống nhau, Đó, chứ thật đó. ra cái đó là để dành cho tất tay thì đúng hơn. Dạ rồi. Hiểu rồi, bởi chị thấy là lạ chữ này chị mới biết chữ Luna này. Yeah. Vậy thì nhưng mà mình cũng có thể nói thẳng luôn, đó là Happy Lunar New Year. Đó, dịch sang tiếng Việt thì nghe nó rất là quế thôi, nhưng mà nghe tiếng Anh nó vào rất là hay. Đó Happy là Happy Luna Lunar New Year. New Year. À, vẫn được, mình nói này Nhưng vẫn cũng được. hay, cũng hay. Bởi thế là lạ từ đó. Đó, nhưng mà tự dưng dịch sang tiếng Việt thì hơi quế, kiểu chúc mừng Tết âm. Chúc mừng Tết Nguyên Đán. Rồi mấy từ kia là lạ, không chưa học. Rồi, à, có một cái lễ này nữa chúng ta cũng nên biết, đó là Mid Autumn Tháng 8 Festival. tháng 8 là trung thu quá Đúng rồi, Mid Autumn, chúng ta đọc giúp em Mid Autumn. ha. Mid Đúng rồi, cái này là festival không phải festival. Festival là cái cách đọc của người Việt. Đó. người Việt mình cứ festival Đúng rồi, người nào người cứ đọc festival thôi. thôi. Đó, chúng ta đọc lại Mid Autumn Festival. Miss Autumn Festival. Đúng rồi, chính xác, đó là Tết Trung thu. Trong đó cái Mid này nó đang là ở giữa, còn Autumn là mùa thu. Thì chúng ta cũng biết cái chữ Hán nó trung là ở giữa đúng không ạ? Là cái Tết nó xảy ra giữa mùa thu. Đó, thì nó là Mid Autumn, đây là giữa thu. Còn Festival đơn giản đó là lễ hội. Lễ hội Rồi, được chưa? Rồi, còn những cái ngày khác thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Chúng ta nhớ cho em những cái ngày này được rồi. Đó, và có một cái danh sách từ vựng chúng ta có thể xem qua. Rồi, tiếp theo. Rồi, cái phần câu hỏi này đây sẽ là phần luyện nói của ngày hôm nay nha chị nhé. Rồi chúng ta Rồi học một ok. bài luyện nói đi. Đó. Rồi. Thế bây giờ chúng ta nhìn giúp em câu hỏi đầu tiên. Chúng ta có hiểu câu hỏi này đang muốn hỏi gì không ạ? Câu hỏi đầu tiên dịch ngược lại đúng không? Thường mình hay dịch ngược lại á, là À. thức dậy Đúng rồi. bạn, thức dậy thời gian nào, Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Hoặc là chúng ta có thể hỏi là bạn thức dậy lúc mấy giờ? lúc mấy giờ là thời gian, là lúc mấy giờ rồi. Đúng rồi, bạn thức dậy lúc mấy giờ? What time do you wake up? Nếu mình trả lời là đầu tiên sẽ là cái gì Là ta? tôi thức Tôi là dậy. ai, ai là ai em đúng không? Ai em. Không cần I am chị, nếu mà chúng ta I am nó là động từ to be, mà động từ to be thì không có đi được với wake up. Rồi. Là ai quét cấp nine. Ông quên, xin Rồi. lỗi, năm năm là five 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 À. o'clock. Đúng rồi. Ở đây chúng ta có một lưu ý S giúp nữa em này hả? chị nè, Chữ S đúng nữa rồi. hả? Chúng ta có một lưu ý giúp em, khi nhắc đến việc gì xảy ra vào thời gian nào thì cái vào thời gian đó chúng ta sử dụng at giúp em nha chị nhé. Phải có cái đó chị không biết câu đó. Đúng rồi, không, cái này là kiến thức mới của mình cứ từ từ mình học. Rồi, mình ghi chữ giúp em, khi nói đến việc xảy ra vào thời gian nào đó thì trước thời gian chúng ta thêm at.
lấy Như mình viết, nào đúng nào rồi, mình viết câu ví dụ của mình vào luôn. I wake up thời at 5 gian o'clock. nào vào thời gian nào là thiền sa nô này, khi nó đang việc À, xảy ra vào thời vào gian thời gian nào? nào thì trước thời gian chúng ta thêm từ at. Rồi rồi xong rồi em. À, vậy thì chúng ta viết cái câu ví dụ này vào luôn và gạch Rồi chân cái chữ at để làm rồi rõ nhé. lên. I wake up at 5 Năm o'clock. lớp Đó. rồi xong rồi. À, chính xác, đúng rồi, là mỗi sáng thức dậy lúc 5 giờ thì như vậy thôi. Trong tất cả các trường hợp là cứ vào thời gian nào, vào giờ nào thì chúng Cái ta cứ ạt xài đó cái trước at mặt như hết, vậy. đúng rồi, ạt trước Đúng mặt rồi. hết rồi, Nhưng mà trên ok. này chúng ta chỉ nói đến giờ nhé, chị nhất tức là giờ trên đồng À hồ ấy, chứ giờ còn ví dụ như vào kiểu như vào cái khoảng thời gian ví dụ như là vào mùa hè và mùa thu thì từ là từ không chúng được ta cái sẽ học đó. cái đấy. Từ từ chúng ta sẽ học. Rồi. Lại một lần nữa, what time do you wake What time do you wake up? up? Đúng rồi, khi I wake up at 5 o'clock. đúng rồi, chính xác, good. Rồi, ok. Vừa rồi là câu hỏi bắt đầu bằng what, tức là cái câu hỏi lấy thông tin. Chúng ta biết what là cái gì Là thì cái gì? cái em muốn chị trả lời đó là cái gì, đúng không ạ? Em muốn chị trả lời cho em là cái gì, vậy thì trong câu trả lời phải đáp ứng được cái nhu cầu của chữ what này. Còn sang cái dạng câu thứ hai, do you, tức là dạng câu hỏi do cộng với chủ ngữ là dạng câu hỏi có hay không. Yes no. Đúng rồi, chính xác. Khi nào đã gì ghi vô, bất cứ một câu nào ta hỏi mình do you là mình trả lời yes no. Đúng rồi, chính xác. Hỏi do you hoặc là does he she đó. Do you hoặc là does he she thì đều trả lời là hoặc yes hoặc no. Đây là câu Rồi. hỏi có hay không. Rồi. Đó. Rồi còn cái what, ví dụ như chúng ta biết what là cái gì, tức là người ta đang muốn biết về một cái sự vật sự việc gì đó thì chúng ta phải đưa ra được cái thông tin đó trong câu trả lời của mình. Còn Rồi. sang đến câu thứ hai, do you là có hay không, Có bạn hay có không? hay không. Đó. Vào chủ Rồi. nhật bạn có dậy muộn hay không? Đúng rồi, chính xác. Vậy thì No. No, I don't. đúng rồi, chính xác, no I don't. Rồi, ở chỗ này chúng ta có thể dừng ở đây cũng được, hoặc chúng ta có thể cho em biết thêm thông tin là chúng ta dạy vào mấy giờ vào ngày chủ nhật. Đó, chúng ta có thể dừng ở đây hoặc là cho thêm thông I wake up at 5 o'clock. Quen giấc rồi giờ ngủ thêm cũng được. rồi, Không quá tuyệt vời. Rồi phải giờ đó là giống như cái đồng hồ luôn hả, giống như rồi giờ muốn ngủ thêm biết biết là không đi làm á, nhưng mà rồi sao tự nhiên giờ đó nó phải vậy. Rồi, ở đây em giới thiệu cho mình thêm một chút xíu nữa. Đó là chúng ta nói là o'clock đúng không? Bản này chúng ta mới nói đến giờ trên đồng hồ thôi. Nhưng mà còn vào ngày chủ nhật thì sao? Đó là Chủ on nhật on Sunday. Sunday. Đó. Rồi, Là chúng thêm mình... cho đầy đủ rồi, là cho nó có đầu đuôi đầy đủ. Đúng rồi, chúng ta ghi nhớ giúp em. À, trong câu để nói về việc xảy ra vào ngày nào trong tuần. Để nói về việc gì xảy ra vào ngày nào trong tuần thì trước các thứ chúng ta thêm từ on. Đó, có phải là ở trong ở thời mình cứ ghi xong đi em nói tiếp. Đó, trong câu để nói về việc gì xảy ra vào ngày nào trong tuần thì trước các thứ chúng ta thêm từ on. Hồi nãy chị nhìn cái on ở trên chị đọc theo thôi chứ chị không biết cái quy tắc này. Đó, Chị thấy đó. trên là on Sunday thì chị nói được theo on Sunday theo. Đó. Rồi từ từ là chúng ta sẽ rút Rồi ra được rồi cái quy tắc chung nào. vâng Rồi, rồi chúng ta nhìn vô câu mà chúng ta vừa viết thì có phải là at 5 o'clock là vào lúc 5 giờ vào đúng 5 không ạ? giờ nhưng mà phải thêm là on Đúng rồi, on Sunday là vào ngày chủ trong nhật. vào chủ nhật. Đó. Hồi đó chị nhớ chị học chị hay viết tắt là on là Là... trong, in là trên. Ok không phải chưa đi chưa, trong là in, on là Được. trên. Đúng rồi, vậy thì Cứ chúng nhớ ta vậy đó, hồi đó hay viết tắt. không, đúng rồi, chúng ta nhớ đúng, tuy nhiên chúng ta đang quên mất đó là in là on và at là cái bộ ba này ấy, nó mô tả hai thứ. Thứ nhất đó là thời gian. Rồi, thứ hai đó là gì ạ? À? Đó là nơi chốn. Đấy, không nhớ ra đấy Đó. Vậy thì với nơi chưa? chốn, in là ở trong. Đúng không ạ? À? Nó đang ở nơi nào? Đúng Ở rồi, trong cái in nào là nhé, đó. in là ở trong. Đó, còn nơi trốn đối với on là gì? Là ở phía trên, đúng không? Nó đang ở đâu? Ở trên cái gì đó. Ở Còn trên. at, ở nơi trốn thì ví dụ như nó là ê, tôi đang ở bệnh viện. Thì chúng ta chỉ biết là ở thôi, chứ không biết là ở trong hay là ở ngoài bệnh viện, đúng không ạ? Đó, thì cái chữ ở là như vậy đó. Tôi đang ở bệnh viện. Ai biết được là ở trong hay ở ngoài đâu? Thì là at. Rồi rồi.
Rồi, vậy thì với thời gian thì như chúng ta vừa nhìn thấy thì là at này là thời gian, là nói về thời gian trên đồng Thời hồ. gian trên đồng Còn hồ. on nói về thời gian là vào các thứ ngày trong Vào các tuần. thứ. Ừ. Đó, mình lát nữa mình gặp in. Bởi chị như thế đó, chị đi học hay viết tắt á, nhiều khi mình Dạ. viết viết xen kẽ giữa tiếng Anh và tiếng Việt luôn, tôi viết À. viết viết kết hợp tào lao. Đôi khi thầy cô đọc À. nhanh quá đấy, em thầy cô đọc nhanh quá đang viết tiếng Việt, nhưng mà ví dụ như trong cái gì đó là viết viết tắt tiếng Anh luôn, viết À, tắt rồi rồi tiếng rồi Anh cho em nó hiểu nhanh, rồi. tức là Rồi viết em cho hiểu nó rồi. nhanh, viết cho nó kiểu nhanh mà Rồi. là vậy đó, viết Rồi. cho nó nhanh. Nhưng mà bây giờ mình hiểu thêm thì mình thấy dễ sử dụng hơn chưa? Rồi hiểu rồi, giờ em nói là rõ ra hơn nè. Rồi. Ok, vậy thì chúng ta trả lời lại câu số 2 giúp em nhé. Nhớ lại đó là do you, là đây là câu hỏi có hay không. Rồi, do you get up late on Sunday? Do you get up late on Sunday? No, I don't. I get up. Là gì? Không là get mà là gì? Wake up hả? Đúng rồi. I wake up at 5 o'clock on Sunday. Đúng rồi, chỗ này chúng ta xài wake up hay là get up gì cũng được. Thực ra nó có sự khác nhau, nhưng mà với em nghĩ là mình tạm thời không cần biết cái sự khác nhau đấy, tại vì nó rất là nhỏ thôi. Nó rất là nhỏ. Rồi. Đây, câu thứ ba nó khó hơn một chút xíu thì đây, câu thứ ba khó hiểu hơn một chút xíu. Mình thử dịch cái câu thứ ba được không ạ? Mình thử dịch câu Câu thứ thứ ba. ba thì chị nghĩ là giống như cái động từ gì bữa em nói á, là wake up cũng là thức dậy đó, chị hiểu nôm Rồi, na chính là thức xác. dậy đúng không, Rồi. thức dậy sau Rồi, không phải thức dậy sau, mà đó là after sau là khi thức dậy. after là sao, bây giờ dịch ngược. À, đúng rồi, đúng rồi. Sau khi thức dậy à, tức là phải phải nói vậy, còn thức dậy sau là không được Đúng rồi, bạn làm dịch. à, sau khi thức dậy thì rít 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 là đầu tiên đúng không ta, First là đầu tiên, đó đúng rồi, chính à, xác. đầu tiên sau khi thức dậy đầu tiên bạn suy nghĩ gì? À, Thinh không, thinh là nghĩ à? cái này không phải là suy nghĩ, cái suy nghĩ của chúng ta đó là từ think, đuôi k, được chưa? Think, đuôi k, cái Rồi này rồi, là chị bị suy nhầm nghĩ. rồi đó. Chị bị Rồi, nhầm rồi đó. chúng ta ghi chú giúp em. Còn cái think này ở đây, đơn giản đó là sự vật, sự việc. Thinh này là sự việc hả? À, sự vật hoặc sự việc tùy. À. Ví dụ như em nói là cái điện thoại của em, this is a thing, đây là một cái vật gì đó, this is a thing. Đó, đúng không ạ? Rồi, còn cái việc ví dụ như là chúng ta học với nhau thì em nói là that is a thing too. Đó cũng là một cái việc, một cái vấn đề luôn. Đó, vậy thì thing đơn giản đó là sự vật, sự việc thôi. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên là bạn làm gì? Đúng rồi, chính xác. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên bạn làm là gì? Đó. Thói Đây quen thì... là cứ vậy là phải uống nước trước rồi. À, nice, nice. Chứ Rồi. không biết hiểu sao mà như ngủ máy lạnh hay sao mà cứ thức dậy là khát nước, là việc đầu tiên là phải uống nước trước. Vâng. Thành cứ ngủ vậy là phải làm ly nước ra, tính gì tính. Rồi, thì em có gợi ý cho mình là nếu như mà trong câu ấy nó có một cái cụm mà after này chị này, đấy nó cái after là nó đi Là thành một cụm vậy, đúng sau rồi, khi thức sau khi làm gì dậy đó thì chúng ta khi trả lời đưa nó lên trên đầu cho dễ. à, after waking up Đúng là rồi, trước chính là xác. sau khi thức dậy tôi sẽ ai Đúng ai rồi, tiếp đúng đúng rồi, không, đúng rồi, chính xác, chính xác. Đó, sau khi thức dậy thì tôi sẽ làm gì đó, chúng ta nói đưa cái after after. waking up tôi gì, uống là drink, Đúng uống nước, rồi. drink Đúng rồi, chính xác, I drink water. Còn nếu như mà chúng ta muốn nói là đầu tiên ấy, thì chúng ta có thể để first ở cuối câu cũng được. Để first ở đằng sau hành động của mình nha chị nhé. Rồi, để first ở đằng sau hành động của mình thì nó là mình làm gì đầu tiên. Đó, đơn giản. Rồi, after waking up, I drink water first. Vẫn được. Lần sau khi thức dậy tôi uống nước, đầu tiên là tôi uống nước Đúng nhưng rồi, vẫn chính xác. Rồi, đầu tiên. em hỏi lại ha. What Là is the first thing you do after waking up? after waking up I drink water first, Đúng rồi, chính xác. Nice. mình không hiểu sao cứ thức dậy uống nước quen rồi, nó khô cổ hay sao, ngủ mới lạnh làm như bị khô cổ hay sao, nhưng mà uống nhiều lắm. Chị thì nói chung là cơ địa chị là uống rất là nhiều nước Ồ. và không có đi tiểu nhiều, Vậy giống thì như ra có. mồ hôi hay sao á, giống như ra mồ hôi hay sao á, mà nó uống nước dữ lắm luôn. Cũng có khi đó là một thói quen, mà gọi là thói quen tốt nữa ấy, thì thật nó khá là... Chứ chị không biết, chị uống nước dữ lắm nhưng mà không có đi tiểu nhiều, không không có nhưng mà ra mồ hôi, Rồi rồi. người chị mát lạnh à. Rồi Người chị như nước đá, người chị như nước đá vậy đó, nước rồi. lạnh cũng mát lạnh à. Ok. Rồi,
Sang đến câu thứ 4 thì khi chúng ta nhìn thấy do you ở đầu thì đây chúng ta có thể là tưởng Yes, tượng đấy là no. câu À, yes, nghĩa là no. Nhưng mà em vừa nói xong. từ thì chúng ta xem cái đằng sau này. Đó, là chúng ta thấy ở đây có do you want to thì nó lại là một câu hỏi hoàn toàn khác nha chị nha. Do you want to nó nằm trong một cái nhóm riêng của nó là bạn có muốn. Được chưa? Bạn Quăng là có. muốn, đúng rồi, quăng là Đúng muốn. rồi. Bạn Và có muốn trong đó là nó còn gì nữa? tắm? Ở đây là nó có gì trong cái câu hỏi nó đang có hai sự lựa chọn. Đó. Check ở shower đúng rồi, của chúng ta là tắm đúng rồi, nhưng mà ở đây trong câu này chúng ta đang có hai sự lựa Sáng chọn. hoặc tối, đúng Đúng không? rồi. Vậy ở đây thì chúng ta có thể trả lời yes no được không ạ? À không, mình lựa chọn sáng hoặc Đúng tối thôi. rồi. Okay, vậy là do you want to take a shower in the morning Là or in the evening? buổi tối hoặc buổi sáng hay ngược lại được không? Mình dịch ngược lại được không? Không, thực ra câu này chúng ta mua dịch xuôi cũng được. Dịch xưa Đó. cũng được. Đó là bạn muốn tắm vào Bạn buổi có sáng. muốn tắm vào buổi sáng hay buổi tối? Đúng rồi, đó, bạn muốn tắm vào buổi sáng hay buổi tối, đơn giản thế thôi. Chị thì tắm sáng, tắm tối, tắm trưa, ngày tắm 3 lần luôn. Mồ Ok. hôi á em. Chị Ok. chị mồ hôi tối khi gần đi ngủ vẫn xối. Chiều là tắm là khác, nhưng mà tối gần đi ngủ xối mấy ca cho nó mát người chứ thích gì đó, thích cho nó mát vậy đó, Không, xối mấy ca cho nó mát đi ngủ. em cũng Nhưng mà vậy sáng ngủ dậy, là tập thể dục là rồi mồ hôi xong. Mồ hôi xong là ta xối mấy ca vậy đó. Nói chung là gần đó. gọi là tắm thì không hẳn là tắm, nhưng mà cứ xối mấy ca cho nó người ướt người cái đã. Rồi lấy khăn lau là mặc đồ vậy đó. Trưa đi làm về thay đồ ra. Việc đầu tiên là phải xối mấy ca thay đồ. Ông em cũng vậy mà chị, cái cảm giác mà kiểu như là Không hiểu cái sao, không hiểu sao mà cứ mà may là không bị trúng nước, suốt ngày cứ đụng nước, cứ xối hoài ông em cho nên cũng là thích cả sáng thích cả tối. Trưa cũng phải vậy. xối nữa, trưa cũng xối luôn, đi làm À. cứ xối, đi làm về xối trước khi đi xối. Ừ. Vậy thì chúng ta có nhớ cái chữ bold này của em không nhỉ chị nhỉ? Chúng ta còn nhớ cái chữ bold mà mình đã gặp rồi. Chữ bold này em đã từng hướng dẫn cho mình một lần rồi, mình nhớ không ạ? Để chị nhớ rồi, bộ này là Rồi, nếu như mà chúng ta không nhưng nhớ mà thì cả đúng hai rồi, chính xác, đúng rồi, chọn, bold. lựa chọn Rồi. sự lựa chọn cả hai. Đúng rồi, vậy thì ở đây chúng ta có sự lựa chọn là A hoặc B, mà bây giờ mình nói là mình lựa chọn cả hai đúng không ạ? À? Thì mình chỉ nói là Tôi I. muốn là I want. Đúng rồi, rồi đơn giản là I want both, Tôi tôi muốn muốn I cả want hai. both. Rồi. Đó. Nhưng mà ở đây Hay mình nhỉ. mình đơn mình để ý giúp em ở đây này chị nè, cái want ở đây nếu như không có to. Đó. Đây em ghi như vậy cho mình dễ hiểu nè, này. Want rồi to cộng với cái gì đó, được chưa? Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn là want cộng với to này tức là chúng ta muốn làm một cái hành động gì đó thì đằng sau cái to này phải là động từ, được chưa? Sao Nếu như động có từ? to thì sẽ là muốn làm cái hành động gì đó, còn nếu như mà want mà bỏ cái to đi thì chúng ta thay cái verb này thành cái danh từ thì là muốn cái gì đấy. Đó. Vậy thì ví dụ như em để câu như sau. Rồi. I want gì nhỉ? Rồi, I want a book. Chúng ta hiểu cái này có nghĩa là gì ạ? À? Tôi muốn một cuốn tập. Đúng rồi, tôi muốn một quyển sách đúng không ạ? Thì em bây Sách giờ cuốn sách chúng ta thấy là ở đây không có to thì đương nhiên cái theo đằng sau cái want này phải là là động một cái từ, danh mình từ. muốn sách danh từ. Rồi. Vậy bây giờ em thêm cái to vào thì chắc chắn cái này nó phải là cộng với một động từ. Nhưng mà ở book này thì không phải là động từ cho nên em phải thêm cái động từ ở đây là read vào. Thì ở đây Là là đọc. tôi muốn, Tôi muốn đúng đọc rồi. một cuốn sách. Đúng rồi, đây là tôi muốn làm một hành động gì đó. Còn nếu như mà em bỏ cái này đi thì đơn giản là tôi muốn có một cái gì đó thôi. Rồi, hiểu rồi. Vậy thì ở đây là cái việc mà đi tắm ấy nó không phải là cái sự vật gì để mình có thể cầm nắm được nên chúng ta đổi thành I want to do đúng không ạ? Tôi muốn làm cả Ok. hai. Rồi. I want to do both. Tôi muốn làm cả hai. Muốn làm cái hai. Rồi, chúng ta đọc thử lại cái câu số 4 được không nhé? Do you want to take a Được. shower in the morning or in the evening? You want to take a shower in the morning or in the evening? Đúng rồi. Là câu trả Want to do both. lời. Both. Đúng rồi. Cái đó là nó bị không biết Rồi, đọc hơi làm sao. hơi 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 gượng một chút xíu, không sao, mình đọc lại cái câu Both, trả lời. both, I both. want to do both. I want to do both. Đúng rồi, chính xác, tốt, nice. Rồi, ok. Đó. Vậy thì mình để ý giúp em nhé chị nhé. Trong câu hỏi sẽ có lắm lúc mà nó xuất hiện cái thằng or này. Thằng or này nó đang báo hiệu cho Là là lựa chọn A lựa chọn, hoặc B. rồi. Rồi.
hoặc cái này hoặc cái kia rồi, hiểu rồi. Ha. Ok. Rồi, Rồi ăn sáng ngược lại nữa không? đúng rồi. Rồi, cái chỗ này ấy, chúng ta để ý giúp em have for breakfast. Câu này thì em dịch Đó. ra tiếng Việt như sau để cho mình dễ hiểu À. là bạn ăn sáng với cái gì đó, bạn ăn sáng với À. cái gì? À, bạn Cái ăn này khó hiểu nè, chị nghĩ là có ăn sáng. sáng. Cái gì? Đó là bạn có ăn sáng cái gì? Rồi, mình ghi cái này giúp em là have À nè, rồi. cộng với breakfast, rồi lunch và dinner. Đó, nó sẽ bằng với gì ạ? Bằng với eat breakfast hoặc là lunch hoặc là dinner. Tức là cái chữ have này mà cộng với tên các cái bữa ăn ấy thì nó cũng giống như là cái chữ eat thôi, không thay đổi nghĩa gì cả. À, mình hiểu ý em không ạ? Chưa chưa con chị đang ghi, chưa chưa từ từ À. rồi, rồi em nói thì chị mất tập trung thì đang ghi rồi, nó lại mình chị cái Rồi, tức là chúng ta chữ thấy, hép này. đúng À rồi, tức là chúng ta thấy hát mà cộng với tên cộng các cái thức bữa trong ăn ngày rồi là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, đúng không ạ? À? Thì rồi nó cũng giống với việc là chúng ta thay cái từ hát bằng từ eat thôi, đó là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, y chang nhau, không có thay đổi gì hết. Đây chỉ là một cách nói thông dụng ở trong tiếng Anh thôi. Ồ bữa nay chị mới biết ăn trưa là từ Lunch. lunch. Chị biết À. dinner, breakfast là biết. Còn trưa Rồi. chị chưa nghe. Dinner thì hay nghe. Như sáng là nghe, trưa bữa nay mới nghe. Đúng rồi, vậy thì chúng ta có thể dịch viết cái này xuống luôn, đó là ăn Rồi sáng, rồi. trưa và tối đó. Have Rồi. breakfast, lunch hoặc là dinner là ăn sáng, trưa hoặc tối. Cũng À. tương tự như là eat breakfast, lunch và dinner. Lần Rồi, vậy thì Rồi. chúng ta để ý trong cái câu số 5. Mặc dù chúng ta thấy have breakfast rồi thì chúng ta biết là ăn sáng rồi đúng không ạ? À? Nhưng mà ở đây nó có một cái chữ là for nữa. Đó. Thì tức là nó đang hỏi cụ thể là cái món mình ăn trong bữa sáng là gì đó. Đó. Tại vì nó đang theo cái cấu trúc này nè chị nè. Have, sau đó cộng với một cái danh từ, sau đó là cộng với for breakfast, lunch hoặc là dinner. Rồi Rồi. cái cụm này thì chúng ta dịch nghĩa là cái gì, là hát này là ăn, là ăn cái À, gì ăn cái gì cho vào buổi sáng bữa hay trưa sáng. tối? Đúng rồi, chính À. xác đó, theo cái cụm nó giải thích là như vậy. Hát cộng với danh từ cộng với for breakfast, lunch, dinner là ăn cái gì vào bữa sáng, trưa, tối. À. Ăn lung tung, nói chung là hôm thì ngũ cốc, hôm vội thì cứ ăn mì, hôm vội thì ăn mì, hoặc là không ăn hủ tiếu ăn cơm gì Ờ, đó. vậy thì đa số là chúng ta có thể là trả lại là món mì đấy nhỉ, kiểu như là món món mì thì nó thường có một cái món mì thì thường nó có gì nhỉ, nó có cái tên gọi chung đó là noodles thôi đó. Tên gọi À. chung của các cái họ hàng nhà gia đình cũng như là bún phở mì nó đều gọi là noodles hết. À. Hoặc là vợ quá thì bóc ngũ cốc, ngũ cốc hạt á, ăn rất là ngon, chị rất mê cái đó. À, ngũ cốc hạt ăn với sữa chua thế là xong. Ok, rồi món đó thì em không, em lại không ăn được ngũ cốc khi không quen. Không phải ngũ cốc hạt, không phải ngũ cốc Nhật, ngũ cốc chiên hạt không à, hạt sấy á, mấy cái hạt sấy ăn rất là ngon. Tại vì Ngũ cốc em lại min đang min á, à tại vì chị mua ngũ cốc min min, cái đó là hạt sấy. à, tại em lại đang liên tưởng đến các cái loại mà kiểu như ngũ cốc mà nhìn nó như là mấy cái bim bim mà để Cháo cho. cháo không phải, không không không, ui cái đó ngán lắm, có đóng ăn nữa không, không có đóng ăn được cho chị chịu. Cái này là hạt sấy, hạt óc chó, rồi hạt hạnh nhân, rồi ba cái xoài sấy, rồi này kia nọ, nói chung là tất cả những cái hạt sấy. Rồi, rồi, em hiểu rồi. À, ừ, Rồi. cái ăn nó rất là ngon, dễ ăn. Vậy thì cái này mình trả lời đại thôi, kiểu như là I have noodles, đúng không ạ? À? Rồi I rồi. have noodles for breakfast. Rồi, mình trả lời lại giúp Học em nhé. học. What do you have for breakfast? Hồi nãy chữ kia em chưa đọc, em đọc mà chị không chú À, ý. là à em trả lời là Chung chung á, cái từ mì chung chung á. Ừ. I have noodles for À breakfast. noodle. Để chị ghi chữ noodle. Đó, tên gọi chung của bún phở mì, thực ra là bún phở mì nó có tên riêng hết nhưng mà nó chung là họ hàng của noodle hết nên gọi này cho lẹ. Noodle rồi. What do you have for breakfast? I have Đúng rồi. noodle for breakfast. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Ok. Mình xuống câu số 6 thì đây lại là một câu hỏi về do you, và chúng ta nhìn trong cái câu hỏi này có lựa chọn A, B gì không nhỉ chị nhỉ? À, không, yes, no. Đúng Bạn rồi, có chính thích cà xác. phê không? Đúng No, I rồi. don't. Rất là Thích cà nhanh phê là gọn. không thích. Nhanh lắm.
No, I don't. Rồi, Nước ok. ép thì được, nước ép thì ok. Nước ép trái Ok. cây thì uống, nhưng mà phê không uống. Vậy thì chúng ta có thể nói là I like juice. Đó, nước ép trái cây là juice. Đúng rồi. I like juice. Thông thường thì khi mà ở cái mức cơ bản thì chúng ta chỉ cần trả lời là yes hay là yes I do hay Đúng no rồi, I nước don't là được ép. rồi. Nhưng mà kiểu mình muốn giao tiếp mà nên là Nhiều mình tiếp à, tôi thích nước hỏi ép thêm. trái cây vậy thôi. Ok. Hỏi thêm thông tin càng tốt. Do you like Rồi, to rồi. drink coffee? No, I don't. I Juice. juice. Đúng rồi, À, như cái chữ chữ này juice hả? mình ghi như vậy là chữ này giờ u dài, đó là S vậy thôi. Juice. Juice. Đúng rồi, juice là chúng ta ngang giọng, đừng thêm dồn sắc, chỉ cứ ngang giọng ra juice. Juice. À, rồi, Thêm âm rồi. S ở cuối juice. 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 Rồi. Đúng rồi, ok, nice. Rồi chúng ta đọc lại nhé. Do you like to drink Do you like to drink coffee? No, I don't. I Đúng rồi, ok, chúng ta không cần phải lên giọng, chúng ta cứ để ngang like giọng bình thường. juice. No, I don't. I like juice. Juice. À, no, I don't. I Đúng rồi, chính xác. Rồi, mình xuống câu số 7 thì chúng ta thấy là một câu hỏi bằng do you nữa. Tuy nhiên, nhưng đây là câu hỏi như thế nào? Có lựa chọn A và B, đúng không ạ? A hoặc B, đúng rồi, Đó, trước hoặc ok. nên là Rồi, chúng ta cần răng, rút là răng, để ý cái này. Đúng rồi, răng có bạn liên quan chải đến răng, răng. Đúng rồi. trước hay sau bữa ăn, À, trước hay sau khi ăn sáng? Đúng rồi, ăn tốt. sáng sáng à. Rồi, vậy thì chúng ta nói như thế nào ạ? Thì ăn sáng xong rồi mới chải, còn ngủ dậy là đánh răng là khác rồi, ăn sáng xong mới Ok. chải răng. Rồi. Ok, Vậy thì mình nói là I clean gì nhỉ? chải răng là ai 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 clean your teeth À, không phải do chị, đúng bởi không? vì do, nếu mà do là ở phía người hỏi thì là do, còn Quên bạn rồi, bạn bạn quên mình là bạn mà mình nói là tôi rồi, tôi đúng chảy rồi. răng. I clean Ừ, check mai mai before. ta quên mất cái này, của tôi mà chị. Cái Của do này tôi. là ở vị trí Để của người nhớ coi, để hỏi chị thì nhớ là coi. của bạn. Tôi chảy răng tôi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi chảy răng của tôi. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Đúng, đúng. Tôi chảy răng của tôi sau bữa ăn. After. Ok. Đúng, đúng rồi mà. Tới đây là đúng rồi, không có gì hết. Nhưng mà after gì đã? Sau after sau bữa ăn sáng. After. After breakfast. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Nên hơi chị hơi ngờ ngợ tưởng tôi chảy răng của tôi ha. Nên Tại hơi ngờ vì ngộ. ở trong câu Tôi hỏi này chảy chị này. răng của tôi. Trong câu hỏi nó có your teeth, đúng không ạ? Tức là ở với vị trí của Ủa. em là người hỏi, khi mà em nói your teeth là em đang muốn nói đến đối tượng ngồi đối diện với mình, thì chắc chắn đó là chị rồi. Thì your teeth đó là răng của chị. Chỗ này thì chúng ta phải xài your vào, chứ không thôi là nó là do you clean teeth, là cái một cái là hàm răng bất kỳ, đúng không? Tức là không phải của ai hết. Thì chả Tôi lẽ là mình chảy lại răng nói là của mình chải tôi răng của sau con sáng. mình, chải răng của Hiểu rồi, chồng đúng rồi, mình. phải giải thích thêm, đúng rồi. Đó. Tôi chảy răng của tôi, bất chị ngờ ngỡ cho đó sẽ tự nhiên sướng sướng. I clean my Teeth. teeth after Đúng rồi. breakfast. Đây Chúng ta ghi cái chữ chữ teeth này để ghi ra mà đọc. Kiểu đó nhiều khi cái chữ mới mới cái sướng sướng mới đọc. rồi, cái chữ teeth này nó sẽ là âm Teeth. y dài này, và cái đuôi th nó là âm thờ bình thường như chị nha. Teeth. Rồi. 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 Mình nói lại được không ạ? Do you clean your teeth before or after breakfast? You clean to teeth before or after breakfast? Đúng rồi. I clean my teeth after breakfast. Đúng rồi, chính xác. Very good. Rồi, bây giờ chúng ta chụp lại cái màn hình này thôi. Cái này rất nhiều thông tin ở đây Rồi, 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 rất nhiều thông tin bữa nay quá hay. này. À, bữa nay Tại à, nay hay à, nay được nhiều hết, tại vì còn nhiều nhiều cái mới mới lạ lạ mắc cười là nhưng mình tại chưa vì quen à. cái bài tiếp theo mà bài tập về nhà mình từ giờ đến thứ hai ấy, nếu như mà mình có thời gian, đó là một cái bài mà bài dịch đó, bài dịch nói Ok. rồi, bài dịch này thì nó sẽ nói về gì ạ? Nói về thói quen sinh hoạt đó. Rồi, ok, nói quen sinh Thứ bảy hoạt chủ nhật thì sẽ có thời gian nhiều hơn, thứ hai với thứ năm thì nó khít quá tại vì đó là những ngày đi làm, còn cuối tuần là sẽ nhiều nhiều thời gian hơn. Rồi, một cái bài dịch nói về thói quen đi làm. Đây, chúng ta nhìn vô phía sau. Đây là bài mẫu, nếu như mà mình đã quen rồi thì mình có thể tự làm được. Rồi, chúng ta nhìn vô cái bài này thì nói về thói quen, đương nhiên là chúng ta sẽ nói là làm việc gì, vào lúc nào, đúng không ạ? Đó. Rồi, wake up at 6 o'clock, thức dậy vào 6 giờ. Cái này hôm bữa là chị dịch cho em sơ Như rồi sơ dịch rồi nè, như dịch thông sơ thoáng, sơ dịch thông rồi, thoáng rồi, dịch tôi sơ thường sơ thức dậy rồi. lúc 6 giờ.
Đúng rồi. Còn Ừ. cái chỗ except for là ngoại Mới. trừ. À, Đó, cái đó except mới thì chưa for, biết. ngoại trừ, chúng ta ghi xuống giúp Đó chỉ em. ghi chữ ngoại trừ, cái đó mới chưa biết. Còn mình ghi hết luôn cả, ghi cả cái cụm đấy chị nhé, đó là except for À, nó đi với nhau. except for ngoại trừ. Đúng rồi. Đó, đây, the first thing I do after getting up. Ngoại trừ là ngày nghỉ chủ nhật á, là bởi Đúng vì là nghỉ của tôi. rồi, chính Rồi chủ xác. nhật là ngày nghỉ của tôi. À. Rồi, điều đầu tiên tôi làm, cái này mình dịch xuôi được, không cần phải dịch ngược. Xui được không? Đầu tiên đó là làm, à, làm cho là nghỉ, chứ quên chữ thinh kia là mới nghỉ. Đầu tiên tôi làm Sau khi, sau khi thức dậy đúng rồi, do, là hồi nãy, là nãy là gì, con này là gì đây, doing, không, ngoại cái này trừ. không Ủa đâu không phải không hả? À, chữ này chữ khác chứ. So chúng ta ghi cái nguyên mẫu giúp em, đó là không có doing, do do là exercise, doing, đó là tập thể dục. do in exercise. Ủa sao chị nhớ exercise này đó, chị nhớ chị học rồi, sao chị không nhớ ra nghĩa này ta? Exercise có thể mình đã học, đó là cái nghĩa bài tập làm trên lớp, nhưng mà ở đây còn do À à đúng exercise rồi, đúng rồi, đúng rồi, hình chị nhớ exercise chứ như quen. Đúng nữa là bài không? tập exercise, đúng rồi, đúng rồi, bài tập Đó, exercise, bất thường thường hả? Exercise như quen mà sau này tập thể dục thế là lạ. tức là khi mà chúng ta nói exercise tùy vào cái ngôn ngữ cảnh đấy chị, và còn đây là À. không thể nào mà thức dậy mà mở tập ra để làm bài được, nên là cái À. này chỉ có thể tập thể dục Tập thôi. thể dục. Có, chị vẫn tập thể dục. Tập thể dục. Đó. Mở mở tivi lên cái bài mà tập bụng của cái bé mà mở hồng hồng, chị không nhớ, nói chung là khoảng 25 Ok. phút. Ok. Cứ Rồi, cứ tập theo vậy. được. Vậy thì chúng ta có thấy là ở đây chị, cái nguyên cái câu này nó ghi là the first thing I do after getting up is. Sau đó là chỗ này là doing không à, chứ không phải là do như trên em ghi. À Vậy thì sau khi mà chúng ta viết hết nguyên cái cụm này, nếu như mà chúng ta muốn nói về bản thân mình ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng động từ mà có doing giúp em. Ví dụ như chúng ta à nói là uống nước thì chúng ta sẽ phải là drinking water, chứ không thể nào mà drink water như cũ được. à ồ cái này cũng hay ha, rồi hiểu rồi. Đầu, điều đầu tiên sau thức dậy là tôi tập thể dục, Đúng rồi. After that, sau sau đó. đó Rồi, đúng rồi. tôi có một, À, à đúng have, rồi, have, chưa have chưa a shower này, chị ghi giúp em là have a shower nó sẽ bằng với cụm nào ạ? Bằng với take a shower, have a shower. Đó, à bằng với à take a à shower là đơn giản là đi tắm thôi. à chứ không phải là có một đi tắm hả? Bởi vì không, Đó. nếu mình dịch từ 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 đó là tôi có một đi tôi có một đi tắm thì nó Rồi, đúng. ha. Rồi, cụm tiếp À, sau theo. đó tôi đi tắm và Ghét ghét là là mặc, đúng rồi, chính xác, thay đồ. mặc thay đồ là thay đồ. À chưa, cái này là gì, thay đồ, Đó, get dressed là thay đồ. này đi tắm, ghét là thay đồ. Rồi Rồi. sau đó tôi thay đồ, Rồi. tiếp theo là tôi thích ăn sáng ở nhà Đúng với rồi. Cốc cốc này là cái cốc của chị, là một cái cốc của chị đó, là một tách, đúng rồi, chúng ta gọi là tách cà một phê. cái tách cà phê, Đúng với một rồi. tách cà phê vài miếng mì. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Và when I finish Khi finish này là ấy gì, tôi là có. à không, chúng ta lại lộn với cái I have này là có rồi. Cái này chúng ta hãy dịch xong, dịch cho em luôn, đó là khi tôi ăn xong bữa sáng, finish này là dùng xong bữa sáng nè. Rồi Không bực khi gì tôi, tôi đúng rồi, khi tôi khi dùng xong bữa, tôi à bị quên chỗ nào ta, bị quên chỗ nào sao mà dục cứ khó hoài ta. rồi mình đang dừng ở đây là when I have finished breakfast, là khi tôi dùng xong bữa sáng thì sao ạ? Sau tôi phải sẽ là, Tôi luôn luôn đánh răng. đúng rồi, chính xác, tức là tôi luôn luôn đánh răng sau khi dùng xong bữa sáng, ý là như vậy. Rồi, ok, ổn chứ ạ? Rồi ổn. Thật ra ăn sáng ở nhà thì mới đánh răng được, chứ còn đi tiệm là chịu. Đúng rồi, cái này thì Đúng đúng, cái đấy không? Đi đâu tiệm được, thì chịu. cái đấy em đồng ý. Nếu như mà không có gì nữa thì chúng ta không cần phải làm bài tập, mà chúng ta xem giúp em, đó Dịch là lại cái cái phần, này. đúng rồi, dịch lại cho mượt hơn thì được, thì tốt ạ. Ok, rồi dịch Rồi, lại cái phần này. và còn một phần nữa, đó là cái bài mà, cái bài ask and answer, cái bài mà 7 câu hồi nãy chúng ta chụp màn hình rồi chị. Mình về mình Rồi luyện đọc lại, đọc. đọc tiếp Đúng luôn. rồi, đọc Ok, với đọc đó là lưu giúp những em. câu thông dụng, câu thông dụng quốc dân đôi khi
hỏi hỏi đáp ít ra mà cũng bập bẹ biết được vài trả Dạ. lời được, ít ra Dạ. hỏi hỏi cũng bập bẹ quốc dân được vài từ. Dạ đúng rồi, chính xác. Rồi ok. Hôm nay buổi học rất là hay, thú vị. Dạ rồi, Rồi em cảm ơn chị cảm ơn nhiều. em rất nhiều. Dạ. Rồi Rồi dạ bye bye bye, bye chúc em chị. ngủ ngon. Cảm Ok ơn, rồi, chúc chị ngủ ngon. dạ cảm ơn em.